Coffee. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Nghiên Ô Tô của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người, đó là một mẫu xe của Hyundai, mẫu xe 7 tấn của Hyundai. Thì đó là mẫu xe Hyundai 110SL. Thì trong thời gian vừa qua thì đây là một mẫu trong những mẫu xe 7 tấn bán chạy nhất trên thị trường. Hôm nay thì vừa có một chiếc xe mới về bãi, đó là thùng mui bạc. Mẫu xe 110SL thùng mui bạc, đóng thùng mui bạc, vừa mới về bãi nên mình sẽ giới thiệu cho mọi người sơ lược về cabin chassis của xe và cái thùng tiêu chuẩn của xưởng thùng của mình đóng cho mọi người xem luôn. Rồi bây giờ mình đi ông sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cabin của xe. Cabin của xe thì nó cabin của xe 110SL này là nó sở hữu thiết kế như những bản tiêu chuẩn trước đó. Thiết kế của nó là như những cái thiết kế truyền thống trước đó, là cabin đầu gù vuốt ngược về sau. Đây mọi người có thể quan sát. Về phần mặt kính chắn gió thì nó cũng lớn. Có hai thanh gạt mưa. Mặt trước của xe thì nó có một dòng chữ của thương hiệu Hyundai mở chrome sáng nằm bên phía góc trái. Xuống phía dưới thì mình có thể quan sát phần mặt ga lăng của xe. Mặt ga lăng của xe thì nó có 3 thanh ngang và có những lỗ thông gió, những lỗ thông để thông gió vào làm máy động cơ. Chính giữa của mặt ga lăng thì có một logo thương hiệu Hyundai mở chrome sáng rất to bản. Nó có viền một cái viền nhôm để làm nổi bật cái mặt ga lăng lên hơn. Rồi về phần đèn của xe thì cụm đèn pha cốt tích hợp trên cùng một bóng và có đèn đà mi tích hợp phía trên trong một cụm luôn. Đèn xi nhan sẽ nằm bên phía góc bên cạnh đèn pha cốt. Đèn xi nhan cũng khá là to bản để mà mình có thể cho người đi đường quan sát rõ. Xuống phần cản thì cản là bằng nhựa nha mọi người. Phần cản là bằng nhựa, nhựa cứng. Trên phần cản thì có tích hợp luôn đèn sương mù. Đèn sương mù dạng tròn, dạng bóng tròn cũng rất là to. Có thể định vị tốt xe của mình ở trong thời tiết xấu. Rồi, bây giờ mình đi bên phòng bên hông xe, xem bên hông xe sẽ có những gì. Rồi, bên hông xe thì bây giờ mình sẽ thấy là sân xe sẽ tích hợp đèn xi nhan trên cửa luôn, để cho những người đi bên hông xe có thể quan sát được khi mình báo rễ. Tem của thương hiệu New Mighty 110SL, mọi người có thể giờ dựa vào đây mà phân biệt nó giữa nó và những dòng xe cùng phân khúc 7 tấn, cùng đầu dạng đầu cabin luôn nhưng khác tải và khác khác kích cỡ thùng. Đây là F150 là nó thể hiện cho công suất mã lực tối đa của xe. Về phần gương chiếu hậu thì xe sử dụng là chỉ là một gương chiếu hậu phẳng, gương chiếu hậu dạng phẳng, mình có thể chỉnh theo tầm quan sát hợp với tầm quan sát của mình. Cửa thì đóng cũng rất là dễ dàng. Rồi thì mình đi vào phần bệ bước chân. Đây ở đây có một bệ bước chân, bệ bước chân lên xuống. Bệ bước chân này thì cũng bằng nhựa, khung này bằng nhựa nè mọi người. Về phần lớp của xe thì xe sử dụng lớp của DRC. Kích cỡ lớp là 825 và 516. Sử dụng 6 công tắc kê. Một kích cỡ lớp thường sử dụng trên những phân khúc tải 7 tấn. Rồi. Rồi mọi người có thể quan sát thêm về cái thùng này. Sau đó lát nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái thùng. Thùng này là thùng tiêu chuẩn bên chuyên dùng miền Nam thuộc công ty mình đóng nha mọi người. Thôi, mình vào giới thiệu cho mọi người xe này sử dụng hai bình ắc quy nha mọi người. Hai bình ắc quy của CS.
hai bình ắc quy thì nó cho cái nguồn điện nó mạnh hơn. Về phần hộp để thùng để đồ nghề của xe thì xe Hyundai luôn luôn trang bị thùng để đồ nghề theo xe, mình không cần trang bị thêm. Đây, lớp sau của xe thì cũng như lớp trước, nhưng nó khác lớp trước là nó sử dụng gai ngang, không phải gai dọc như lớp trước. Và nó cũng là lớp của DRC, kích cỡ lớp là 825 và mâm 16, sử dụng 6 con tắc kê. Rồi, mọi người có thể quan sát ở phía dưới này là đó là lớp dự phòng của xe. Xe thì chỉ trang bị một lớp dự phòng thôi, và lớp dự phòng nó sẽ là gai dọc, gai dọc như lớp trước. Về phần này là phần chassis của xe. Xe thì trang bị nhíp 2 tầng, nhíp 2 tầng nên đi tải 7 tấn, đúng tải 7 tấn thì mình cũng không cần phải đôn nhíp hơn. Nhưng mà nếu mà đi quá tải thì mình cần phải đôn thêm nhíp. Đây mọi người có thể quan sát, đây là cái phần cản đinh của xe nè, cản đinh theo xe luôn. Nhưng mà khi mà đóng thùng lên á thì cái thùng nó lòi ra nên mình phải hàn, mình cái cản nó nằm trong này nên mình phải hàn ra ngoài, không thể bắt ốc được. Phần đèn hậu của xe thì đèn hậu được chia làm 3 cụm, đó là cụm đèn phanh, cụm đèn dê, cụm đèn phanh và cụm đèn xi nhan. Rồi, về phần thùng nhiên liệu của xe. Về phần thùng nhiên liệu của xe thì xe sử dụng thùng nhiên liệu là 100 lít dầu. Thùng nhiên liệu này có thể chứa 100 lít dầu mọi người. Rồi thì cơ bản về nội thất của xe là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu cho mọi người động cơ của xe. Động cơ xe sử dụng động cơ bao nhiêu chấm là mình sẽ giới thiệu mọi người ngay bây giờ. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở phần đầu cabin xe lên để cho mọi người quan sát phần động cơ của xe nha. Đầu cabin của xe mình chỉ mở cũng khá là nhẹ nhàng. Rồi mọi người có thể quan sát phần khối động cơ của xe này thì nó rất là lớn. Nó có dung tích động cơ là 3.9 mã lực. Nó lớn hơn cái so với khối động cơ của Hyundai đời mới hiện tại. Cái động cơ của Hyundai Series X8 hiện tại nó là 3.9 mã lực, 3.9 lít, khối động cơ 3.9 lít so với khối động cơ 2.9 lít của Series X8. Nhưng công suất của nó thì chỉ là 150 mã lực thôi. Nhưng theo đánh giá của các tài xế thì nó cho khả năng tải và khả năng tải trọng, khả tải xe mạnh hơn, khả năng chở hàng nó tải quá tải thì mạnh hơn. Rồi mọi người thấy quan sát, đây là khối động cơ D4GA sử dụng 4 xi lanh thẳng hàng, động cơ rất là to. Xe thì sử dụng cả hộp số và cầu là của Daimod, một hãng sản xuất hộp số và cầu rất là nổi tiếng ở thế giới. Bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu cho mọi người về nội thất của xe, xem xe có trang bị những gì trên nội thất nha mọi người. Rồi thì về phần mình sẽ đi vào về phần cửa trước thì về những theo trang bị của Hyundai thế hệ trước thì nó theo tiêu chuẩn của nó thì nó có vân trang bị giả gỗ trên những cái như cánh cửa nè, như trên mặt táp lô nè. Mọi người thấy bằng giả gỗ nó chơi làm cho nhìn nó rất là đẹp. Rồi bên cửa phụ thì cũng có trang bị vân giả gỗ. Xe này mới sản xuất năm 2020 luôn nha mọi người. Đối với xe này thì nó đã ra mắt từ 2018 rồi, nhưng mà đối với những dòng xe, những chiếc xe hiện tại đang bán ra thì nó vừa sản xuất năm 2020.
Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người trên cánh cửa xe nó trang bị cái vài những trang bị trên xe. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người trên xe bên phần cánh cửa tài. Cửa tài nó sẽ có hai nấm chỉnh gương, cả bên tài và bên phụ. Cả hai bên đều là chỉnh giữ, nấm giữ, mình không phải là auto một chạm. Nó có một cần mở cửa và lóc cửa trung tâm luôn. Lóc cửa bên này thì bên tài, bên phụ lóc luôn. Về phần cửa gió điều hòa thì có bốn cửa gió điều hòa. Bên phía góc phụ góc tài, phía tài một cái, chính giữa hai cửa và phía phụ một cửa. Nó tiếp về phía góc bên tài thì nó có một nấm chỉnh Galanti. Mình có thể chỉnh Galanti dựa lên nấm này. Đây. Về cụm đồng hồ trung tâm, mặt đồng hồ trung tâm thì nó có những thông số cơ bản như là công tơ mét, nhiệt độ nước làm mát, tốc độ vòng tua máy và mức nhiên liệu động cơ. Và vô lăng của xe thì vô lăng xe sử dụng vô lăng hai chấu, chỉ tích hợp trên kèn trên vô lăng thôi, không có trang bị thêm phím chức năng gì. Và vô lăng này là vô lăng trợ lực thủy lực, cũng rất là đầm tay và nhẹ, không nặng quá. Vô lăng này có thể gật gù được nha mọi người, có thể chỉnh theo vị trí ngồi thoải mái nhất của mình. Về cần gạt bên phía tài thì nó có những chức năng cơ bản như là bật đèn pha cốt, đờ mi, đèn sương mù. Cần gạt bên phía phụ, bên phía phải, tay phải thì bật cupo, thắng cupo, bật gạt mưa, cần gạt mưa. Xe thì có trang bị điều hòa. Điều hòa hai chiều theo xe luôn nha mọi người. Trang bị đầu radio FM. Có những khay để đồ đây, có những khay để đồ để cho mình để những cái giấy tờ hay vật dụng gì đó. Có những chỗ để cốc nè, cốc nước, để chai nước nè. Về hộp số của xe thì xe thì trang bị là hộp số 5 cấp tiến và 1 cấp lùi. Thắng tay vẫn là thắng cơ. Về phần trần xe thì xe trang bị trần xe rồi nó có bọc một lớp gì đó, cũng gần giống như là da, nó có những chấm chấm này thì cũng khá là đẹp, và mình nghĩ là lớp này cũng sẽ là chùi đấy, không phải là nỉ. Xe có trang bị cả hai miếng chắn nắng bên phải tài và bên phụ. Chính giữa có một đèn trong cabin xe. Về phần ghế ngồi thì trang bị một ghế tài và hai ghế phụ xe. Phần ghế thì giới chỉ là ghế nỉ thôi, bọc chưa bọc da theo xe. Không gian trong cabin xe thì cũng khá là tương đối rộng, không phải là vừa phải, mình vừa phải thôi, rộng tương đối là rộng thôi, tương đối rộng, đủ dùng đối với một chiếc xe tải thôi. Ở phần nội thất xe thì cơ bản là như vậy. Bên phía phụ thì nó có một cái hộp để đồ nữa nha mọi người, hộp để đồ cũng vừa phải, không quá lớn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu cho mọi người về phần thùng xe, coi thùng cho chỗ anh mình trang bị và đóng như thế nào để nhìn em mọi người. Rồi thôi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cho mọi người về trang bị thùng của công ty bên em, nó sẽ khác thùng nhà máy những gì. Rồi. Đây thì mọi người thấy quan sát cái thùng này, khi mà mọi người mua xe và đặt tóm thùng thì bên em mới gia công và đóng thùng cho mình, nên nó sẽ không có liền.
Và khi mọi người đặt xe làm thì thường là nó sẽ từ 20 đến 30 ngày tụi em mới làm xong cái thùng và để đi đăng ký xe, đăng kiểm xe xong mới hoàn thiện giao xe cho mình. Thì về phần thùng nó sẽ khác nhau với thùng nhà máy những gì thì đây, đó sẽ khác là lườn xe. Mọi người có thể thấy thùng nhà máy thì cái lườn này nó sẽ bằng inox nè, bằng sắt, thì bên em nó bằng inox. Bằng tay bản lề, bằng tay khó thì của nhà máy thì nó cũng bằng sắt luôn. Rồi anh em thì bằng inox. Inox thì nó sẽ làm cho cái thùng của mình nó nhìn nó sáng hơn, đẹp hơn và nó phần nào đó được bền hơn. Vì những cái chỗ này thì nó cũng tiếp xúc với, như phần đường này nó cũng hay tiếp xúc với nước nhiều. Tiếp xúc với những nước nhiều thì nó hay rỉ sét hơn đó. Thì mọi người sẽ quan sát đó, cái thùng này là thùng theo xưởng thùng anh em đóng này. Nhìn rất là đẹp. Rồi nói thêm về cái thùng này thì cái thùng này kích cỡ thùng của nó là chiều dài của nó là 5m750, chiều cao là 2, chiều rộng là 2m050 và chiều cao là 1m880. Và tải trọng của thùng là 6, chiều tải trọng của xe này là 6, tải trọng á là 6 tấn 8. Ở đây mọi người có thể thấy cái thùng và tải trọng của nó thì cũng nằm trong phân khúc tải 7 tấn thì rất là lớn, chở được rất nhiều hàng hóa. Rồi em sẽ chở mở thùng ra cho mọi người xem phía bên trong nó có, phía bên trong nó có đẹp hay không nha. Mọi người quan sát với kích thước lọt lòng thùng là 5m750 và chiều ngang, chiều rộng là 2m050, chiều cao là 1m880. Thì lòng thùng hàng rất là lớn, mình có thể chở rất nhiều loại hàng hóa và chở rất nhiều hàng hóa. Và nói thêm về nó khác với thùng nhà máy thì đó là sự khác biệt giữa thùng nhà máy và thùng xưởng thùng anh em đóng thì nó khác là cái khung xương trường heo này nè. Khung xương trường heo của nhà máy thì chỉ là bằng sắt thôi, sắt và sơn lên thôi, còn bên em sẽ là bằng kẽm. Kẽm nên cái độ bền của nó cũng lâu hơn, sử dụng cũng lâu hơn. Sàn này cũng bằng kẽm luôn, sàn xe thùng bằng kẽm. Xe này thì cũng đã hoàn thiện và cũng đã của khách đặt cũng thời gian là cũng lâu rồi và bây giờ chuẩn bị giao cho khách rồi. Rồi mọi người có thể quan sát nếu rồi mọi người sẽ quan sát thêm. Rồi thì bây giờ video của em cũng đã là cũng dài rồi, thì nếu mà mọi người có ân ý hoặc ân ý về chiếc xe này hoặc thôi thì cảm ơn mọi người vừa rồi đã theo dõi video của em. Thì đối với chiếc xe này hiện tại thì vào cái thùng này hiện tại luôn thì nó đang có sẵn giao ngay cho mọi người. Nếu mà mọi người mà cần xe gấp hoặc là trong trường hợp mà xe đã bán rồi mà mọi người vẫn còn một chiếc xe có cái thùng tương tự hoặc là bất cứ cái loại thùng nào thì bên em xưởng thùng của bên em đều có thể đáp ứng được cho mọi người, thì mọi người có thể liên hệ với em bằng số hotline bên dưới hoặc để lại thông tin để em có thể liên hệ với mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người.